Bố ông nhắn nhanh không ngơ. Nào quay đây. Về đây. Ôi giời nhiều ngu quá. Ấy đây, nhanh lên. Nhanh mưa thôi, nhanh. Cơ là gì vội? Nhanh nhanh không hết rồi. Phơi đến vài sân thì su trẻ con nó chạy. Đúng không? Đây xong rồi. Chắc là Tung nên gửi sang cho chồng ở bên Tây cho nó xem. Nhớ nhở? Cho chị gửi Tung sang gửi sang bên Tây. Đang bây giờ mùa đang mùa thu hoạch. Đấy. Cho người gửi sang cho nó. Hết rồi. Rồi. Oh, no.